明那晚夕高空，仍渐渐面急风，人也可知飞影，无长直进，天空海阔，若你肯其实都可，初衷，情防无论吉凶，仍力拼每分钟，前路纵使崎岖，仍怀自信，不惜一切，未跌低。 难道甘心沉觉底不跌坏，而捉紧你，不管责任亦等你。雨过天晶以后，笑脸等于报仇。要以我手脚拯救出成就，过渡期无需喘气，竭尽力。 Chào mọi người. Chào sếp. Thời gian là 7:05. Dự báo thời tiết ở khu này, dự đoán cho mùa đông sẽ kéo đến cảng Hoa Nam vào thứ ba. Thời tiết ở sân bay lúc 7 giờ, hướng gió 280 độ, tốc độ gió 10 hải lý. Hướng gió dự báo chuyển biến từ trưa 12 giờ đến 14 giờ, hướng gió 320 độ, tốc độ gió 10 hải lý, cảnh báo, tín hiệu cảnh báo quả quạng màu vàng. Và 17:47, lúc mặt trời lặn, nhân viên đội bay cần biết, bãi Đại Lĩnh, Bã Tân Di, thời gian tập bắn từ 9 giờ sáng đến 23 giờ đêm, lúc bay qua khu này, xin hãy lưu ý. Ok. Nhân sự và giám sát hành động trực điều phối tài nguyên sẽ do Lễ Giang phụ trách lớp A chủ quản chức vụ, trực thăng do tôi phụ trách, máy định vực là Eddie, không cần gì kế hoạch. Trực thăng chờ lệnh là Lima và Victor, bồn nước dập lửa là Mike, thiết bị cấp cứu khẩn cấp là trên trực thăng chờ lệnh. Còn khoang treo và Yankee và November. Ok, đến đây thôi, có vấn đề gì không? Dạ, dạ không. À, cảm ơn. Nè, hỏi anh một vấn đề nha. Một chiếc xe 80 km, giờ muốn thắng lại khoảng cách an toàn là bao nhiêu? 40 m. Sai, là 60 m. Hỏi tiếp đây. Ok. Trong tình trạng nào, chiếc xe có thể chạy ngang hai làn trắng? Tình trạng nào cũng không được. Sai rồi. À, không biết cuốn sách này của ai ha. Đừng có giỡn nữa, đưa đây đi. Vậy anh hỏi coi ai bỏ quên nha. Lần hai người ta thì rớt nữa nghe. Ý, tôi hỏi. Cả anh cũng chồng kẹo tôi sao? Nè, nghe tôi hỏi nha. Anh đã 40 tuổi rồi, còn thi bằng lái xe làm gì? Bây giờ ép phải không? Nhiều chuyện quá, bây giờ phỏng vấn các thí sinh rồi. Số người đến thi làm chủ nhiệm không cần cấp 3 thi FS lần này là 1780 người. Trải qua 2 đợt thi thì chỉ còn có 12 em có mặt ở đây được trúng tuyển. Cứu hộ trên không là một công việc tuyệt đối chuyên nghiệp, cho nên đối với thể lực, khả năng tổ chức, khả năng thích ứng, khả năng phân tích và tính hợp tác đều phải đạt tiêu chuẩn rất cao. Sắp tới sẽ có 4 đợt thi để kiểm tra mọi người. Chỉ có người thật sự có tài mới được ở lại. Hình thức kiểm tra hôm nay là cuộc thảo luận của từng nhóm, 6 người một nhóm. À, nghe đọc tên bước ra nha. Thích Chí Cận, Kiều Dân Tư, Trần Học Tân, Lương Đại Tổ, Tưởng Thế Hào, Hà Chí Cường. Lát nữa gặp sếp Bonjour, tôi sẽ đưa anh đi làm thẻ nhân viên. Được, cảm ơn. Không có gì. Đừng căng thẳng vậy mà, sếp Bon dễ tính lắm. Vào đi. Sếp Bon, anh Tưởng Gia Như. Xin chào sếp. Chào cậu. Cô Sang, hồ sơ F23 bên khâu công trình cũng còn chưa gửi qua tôi. Tôi đang đợi ký tên. Dạ được, tôi sẽ mang qua cho sếp. Nhưng bây giờ tôi phải qua khâu công trình họp. Cậu Như à, cấp trên của cậu là anh Dân, anh vừa ra ngoài làm việc, đợi anh một lát. Nếu muốn đi đâu thì nhờ cô Sang dẫn cậu đi. Yes sir, bye bye sir. Tôi đưa anh đi tham quan. Giả thiết có vụ tai nạn máy bay, mọi người là nạn nhân thoát chết rơi xuống sa mạc, để bây giờ trên bàn có bánh ngọt, nước, kim chỉ nam, kiếm, khăn lông và thùng thuốc. Hãy quyết định lấy một thứ bằng ý của mình, sau đó thuyết phục người khác chấp nhận ý của mình.
bắt đầu được rồi. Tôi sẽ chọn khăn lông. Vào năm 1958 ở bang Utah của Mỹ đã xảy ra một trường hợp cá biệt. Một người đàn ông 43 tuổi bị lạc ở sa mạc. Kết cuộc, ông ấy đã lấy cái mền cách tín hiệu cầu cứu rất lớn là SOS. Kết quả 2 ngày sau, không quân Mỹ đã phát hiện ra và cứu ông ta an toàn. À phải, tại sao anh thích làm phi công gì? À, hồi còn nhỏ thì tôi đã thích máy bay rồi. Ê chết, tôi quên đem hồ sơ đến phòng điều khiển rồi. À, cô đi làm việc đi, tôi tự tham quan được rồi. Vậy anh đi một mình nha. Được, cảm ơn. Cảm ơn nha. Không có gì. Trực thăng đinh dực, trực thăng báo cho mình, trực thăng hải đội. Nè, đừng đụng vào. Tôi mới kiểm tra xong phần này đó. Dạ chào chú, cháu là phi công thực tập mới vào làm. Tôi, là tôi không cần biết cậu là phi công thực tập hay là phi công chính thức. Kho máy này không được tùy tiện đụng vào máy. Ở bên anh thầy không có dạy cậu hay sao? Dạ có, nhưng mà cháu đừng... Ê, tôi chưa có nói xong. Lái trực thăng quan trọng nhất là an toàn. Mỗi chi tiết sửa chữa máy đều rất là quan trọng. Thêm một con ốc hay thiếu một con ốc cũng phải kiểm tra cho kỹ, vì chúng tôi phải bảo đảm trực thăng này an toàn 100%. Đó, phần mà cậu đụng vào chúng tôi phải kiểm tra lại nữa. Xin lỗi nha, cháu không biết đụng vào đâu. Xin lỗi nha, nói xong rồi. Cảm ơn cháu nha. Từ đầu đã chuẩn bị tài liệu rồi, chắc chắn sẽ đúng mà. Có thể giận. Đừng có sợ, dễ lắm đó, thế nào cũng đậu mà. Theo tôi nhất định là chọn nước. Nếu như ở sa mạc không có nước sẽ không còn sức khỏe. Tôi cảm thấy sống là quan trọng nhất. Ở sa mạc nước rất là quan trọng, nhưng chúng ta có 6 người, có thể duy trì được bao lâu? Hai người đều rất có lý, nhưng muốn mau chóng rời khỏi sa mạc hoặc đi tìm nguồn nước, tôi thấy kim chỉ nam mới là quan trọng nhất thôi. Còn tôi sẽ chọn thùng thuốc. Chúng ta mỗi người ý hay là bỏ phiếu quyết định đi? Còn cũng được. À phải rồi, nói nãy giờ cô có cách gì không? À, trước khi máy bay gặp tai nạn, cơ trưởng vẫn giữ liên lạc với sân bay ở gần đó, cho nên chắc chắn sân bay biết sơ địa điểm chúng ta gặp tai nạn. Hơn nữa bản thân máy bay có thể phát tín hiệu cầu cứu. Trong lúc đó đội tìm kiếm đã đi tìm chúng ta. Nhưng muốn đội tìm kiếm biết vị trí của chúng ta rõ ràng hơn, điều người ta có thể dễ dàng phát hiện ở sa mạc là tấm kiếm. Ban ngày có thể phản xạ tia nắng, ban đêm có thể phản xạ đèn pha của đội tìm kiếm. Sếp Vân à, đó, sao hả? Hôm qua sếp nói là cánh đuôi bị rung, chúng tôi đã làm cân bằng hoặc quay cánh đuôi rồi, chắc là không còn gì nữa đâu, an toàn rồi. Được chú bắt mạch, chắc chắn tôi yên tâm. Lên căng tin uống nước. Sếp Vân à, xin chào sếp, tôi là phi công thực tập mới đến làm, tôi tên là Gia Nhược. Sếp Bon nói là sau này tôi biết, sau này cậu theo tôi chứ gì? Tôi đã coi lời bình mà giám khảo đánh giá về cậu, cậu là người điểm cao nhất lớp mà. Cảm ơn sếp. Đừng có luôn miệng gọi tôi là sếp. GFS này là một gia đình lớn. Lên canteen uống nước đi. À quên giới thiệu với cậu, Albert. Tôi là Gia Nhược, xin chào. Tôi cũng là sư huynh của anh. Lúc tôi mới vào đây cũng theo anh Dân học hỏi. Vậy sau này nhớ chỉ dạy như sư huynh. Bộ đóng phim cổ hay sao sư huynh chứ? Gọi Albert được rồi. GFS này là một gia đình lớn.
Tôi đi mua nước uống nha. Muốn uống gì? Tôi uống cà phê, cảm ơn. Anh như cũ ha. Cảm ơn nghe. Còn đây là Thiệu Luân. À, sếp Luân. Giờ tôi chỉ là chủ nhiệm không cần cấp 2 thôi, còn chưa phong tước. Để tôi phong tước sĩ rồi hãy gọi tôi là sếp Luân. Gọi Luân được rồi. Dạ được. Hay gọi là anh Đông Con. Dẫn có 3 đứa con gái từng bậc thấy hay lắm đó. Nè, chuyện nào dẫn Văn Bách đến nhà tôi chơi vậy? Mấy đứa con của tôi thích nó lắm. Chủ nhật này đi. Chủ nhật này có trận đá bóng Chelsea đá với Arsenal, tôi định rủ anh ra ngoài coi. Lần này tôi định bắt đội Chelsea đó. Kỹ thuật của đội này rất tốt, dự bị cũng rất siêu. Quan trọng nhất là huấn luyện viên ổng giỏi chiến thuật lắm. Tôi nghĩ lần này họ nhất định sẽ thắng đó. Chưa hẳn đâu, Arsenal rất là quyết tâm. Cũng phải đó. Năm 95 sau khi Chelsea thắng Arsenal thì không có thắng lần nào nữa. Lần này còn đá sân nhà không lý nào lại thua. Thiệt không đó? Thiệt mà. Cậu cũng là fan hâm mộ của Arsenal hả? Vậy có đề tài rồi. Sếp Dân cũng thích đội Arsenal hả? Không chỉ tôi. Đó, một fan siêu cấp của đội Arsenal bên kia kìa. Chú Jimmy. Chú Jimmy. Đây mới là fan hâm mộ siêu cấp. Nè, đây cũng là fan hâm mộ Arsenal. Chà, còn trẻ mà khéo nhìn nha. Lần sau coi đá banh sẽ rủ luôn cậu. Dạ được chú Jimmy à. Nhưng mà xin lỗi nha, vừa rồi ở phòng máy bay con không biết. Thôi được rồi. Ở đây ai cũng vậy hết. Làm việc rất chuyên nghiệp hả? Không phải ở phòng máy thì sao cũng được hết, phải không sếp Dân? Xong được mà gọi nước uống đi. 11 giờ rưỡi có nhiệm vụ phải giảng giải. Vậy lát nữa em theo sếp phải không? Được, không thành vấn đề. Cảm ơn sếp. Vieira bị thẻ đỏ không ra sân được. Có Fabrega mà, tuy là người mới nhưng rất có sáng tạo. Nhưng Vieira có kinh nghiệm cho những trận đấu lớn. Người mới nhiều lúc có sự đột phá. RPM, normal, altimeter DH, step, close, off, nose wheel, and now, brakes, off, lead up, arm, get ready, kilo is departure, captain departure, D145 meters, 55, chest complete, medium course, 3.4. Phía dưới chính là dịp trúc cao. Disney sắp xây xong rồi, đẹp quá. Alo, bà Lương hả? À, ngày mai, 3 giờ tôi mới rảnh. Sáng tôi còn phải dậy kèm cho con bà Lâm nữa. Dạ phải, vậy sớm nửa tiếng nha. Ok, ngày mai gặp, bye bye. Sở Kỳ. Sếp Phong. Có quen không? Tính cô ít nói lắm phải không? Lúc đầu tôi cảm thấy cô có vẻ ít tập trung. Nhưng vừa rồi cô trả lời câu hỏi rất tốt, phân tích rất hợp lý. Xin lỗi, tôi không có rảnh. À, vậy sao? Xin lỗi nha. Bye bye. Hai. Hai. Cô quên tôi rồi hả? Lần trước đến GFS kiểm tra chúng ta đã gặp rồi mà. Tôi tên là Thích Chí Cần. Jackie. À, chiếc xe buýt vừa mới chạy rồi. Chắc là phải đợi lâu lắm. Hay là chúng ta cùng đón taxi đi đến Đông Xuân trả 29 đồng.
hai người cùng chia nhau. À thôi, tôi không quen cái taxi, tôi đi xe buýt được rồi. Đi xe buýt tuy rẻ hơn, nhưng mà chúng ta phải đứng ở đây đợi nửa tiếng đồng hồ, phải hứng gió đó. Nay mai có cuộc kiểm tra dưới nước, ngã bệnh thì không đáng đâu. Có taxi kìa. Qua đây đi chung đi, cùng lắm tôi mời cô. Thôi khỏi. Lên đi mà, thuận đường thôi. Thôi được, nhưng phải chia đôi đó nha. Được rồi. Lần đầu tiên ngồi RC 155 bay có phải phấn khởi lắm không? Thật sự là hoàn mỹ. Disney đẹp lắm phải không? Dạ phải. Vừa rồi khi tôi bay qua vịnh trúc cao, so với độ cao bình thường cao hơn bao nhiêu? 300 mét. Tại sao tôi phải làm vậy? Làm gì sau này ở Disney đêm nào cũng có hội diễn pháo bông. Vừa rồi tôi thử bay độ cao mới chứ không phải đi du lịch để ngắm cảnh đâu. Yes sir. Tôi biết cậu đã nắm rõ tác dụng mỗi một nút trên bản đồng hồ và biết tất cả trình tự ở trên máy, nhưng muốn là một phi công giỏi như vậy thì chưa đủ. Chúng ta phải tìm hiểu kỹ mỗi một chuyến bay và đặt tình từng khu vực, như vậy mới có thể đưa ra một kết luận chính xác. Trần Lạc Sinh, tôi thấy anh quá nóng lòng thể hiện mình, không dễ dàng chấp nhận ý kiến của người khác. Ý, vậy có điều kiện làm cấp trên đó. Còn lương nãy tổ này, ý kiến gì cũng rất chú tâm nghe, khả năng phân tích rất tốt. Nhưng mà tôi thấy cậu ta không có chủ kiến chút nào hết. Ý, vậy cũng có điều kiện làm cấp trên đó. Không phải đó. Thứ chi cần này rất tốt, rất vui vẻ, trình độ cũng cao lắm. Từng ở trong đội dân an, cậu biết dẫn chứng một số trường hợp, như trường hợp cứu người để nêu ra. Chà, hình như cậu rảnh hơn chúng ta nữa. Còn người này là Kỳ Văn Tư Rocky, thành tích kiểm tra của anh rất tốt. Lúc thảo luận vấn đề rất có lý lẽ, biểu hiện rất có lòng tin. Thí sinh đợt này ai cũng có tiềm chất hết. Phải đó, chỉ có một thí sinh nữ, chắc là đậu, nhưng mà bối cảnh hơi kỳ lạ một chút. Thì sẽ kỳ chứ gì, tiếng Anh là Sandra, lớn lên ở Viện Di Đồng Thánh Bosini. Từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, nhưng lúc phát biểu lại rất có lý, rất có sức thuyết phục đó. Tôi có ý bảo lưu, vì thảo luận của nhóm không có đáp án chính xác, chủ yếu là coi khả năng tư duy và kỹ xảo tìm hiểu của họ. Nhưng mà tôi thấy cô Sở Kỳ này có vẻ không hòa về cuộc thảo luận. Có phải quan hệ nhân sự có vấn đề hay không? Chuyện tôi cảm thấy hoạt bát quá cũng không tốt. Vấn đề quan hệ có thể cải thiện, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sao? Đệ tử anh có được không? Cũng ok, là người bình thường. Vậy tức là bị anh trêu chọc như thường. Phải đó. Là anh hả? Rất bình thường. Sếp Dân. Sếp Dân. Chỉ ghi lại trình tự của EC155 là chưa đủ đâu. Coi luôn trong bút ký này đi. Đừng cho tôi phản ứng đó. Đây là những thứ tôi bắt đầu làm khi công thực tập đã ghi lại. Sẽ có ích cho cậu. Đọc cho thuộc, tôi sẽ hỏi lại bất cứ lúc nào. Yes sir. Chào, chào Nhược. Tôi là Cả Phong, gọi tôi là Phong được rồi. Dạ, sếp Phong. Nè, thả lỏng một chút được rồi. Thực ra tôi cũng từng trải qua giai đoạn lính mới, nên mai sẽ qua thôi. Ông thầy này dữ lắm phải không? Thực ra không có gì đâu. Đội cứu hộ trên không chúng ta như một gia đình vậy, rất hợp rơ. Quan trọng là thả lỏng một chút mà làm, có biết không? Tôi đi đâu? Dạ, về nhà. Hả? Ông không đi chơi sao? Không đi hát hả? Không phải, thỉnh thoảng cũng có đi chơi. Như vậy mới bình thường chứ. Thực ra chúng tôi có một điểm. Hay tôi đang nói sếp Dân dẫn anh đi chơi đi. Không được, tối nay tôi có nhiều thứ phải coi. Không để mặt ảnh sao, muốn chết hả? Nói tóm lại, làm việc hết mình, chơi cũng phải hết mình, biết chưa?
Ý cậu Phong, đúng lúc vậy. À, chào, sao lúc nào cũng gặp ông vậy? Chỗ này nhiều người mua nhà lắm hả? Phải đó, mua có địa ốc mà. Vậy à? Đúng lúc quá, tôi có người khách thích căn nhà của cậu. Vậy sao được chứ, lúc này giá nhà đang lên bán đi, được 10% lận, suy nghĩ kỹ đi. Khoan, lần trước đâu phải nói 10%, 20% mà, phải không? Vậy sao? Lần trước ông nói với tôi câu là nói như đi đóng cột mà. Khách này có phải khách đó không? Thì ông gọi cho ông ta hỏi kỹ đi. Cảm ơn nha, đi. Nè, cậu Phong à, cậu Phong. Bye bye. Anh đâu có ý bán nhà mà sao còn phí thời gian đùa với ổng nữa chứ. Không phải đâu, nếu Hữu Lam tỉnh lại biết đâu cậu muốn thay đổi hoàn cảnh tìm ổng là tốt nhất. Giờ liên lạc trước sẽ có lợi hơn, đi đi. Nhấc chân lên. Không phải chứ. Nhìn em kìa, ngàn hàng trưởng cũng bỏ xuống đất, vừa ăn vừa rớt tùm lum. Dù vậy anh cũng hút bụi mà. Còn nói nữa, tuần nào anh cũng đến dọn dẹp nhà giùm chị Lam. Sao anh không dọn dẹp nhà của mình đi? Anh nhìn lại phòng của anh đi kìa, còn dơ hơn nữa đó. Em nói em rửa nhà vệ sinh anh mới dẫn em theo. Em đến đây ăn hả? Thì em đến giám sát anh rửa nhà vệ sinh. Được rồi, anh rửa nhà vệ sinh, em thay ra giường giùm anh đi, được không? Đem về giặt luôn. Được rồi. Ê. Đi đi. Em nghe đoạn này nè, giống như đang ở nơi biểu diễn. Âm trầm rất dày, âm trong rất ngọt, âm cao lại nổi bật. Hình như anh nói nghe hấp dẫn hơn. Phải có sự tưởng tượng một chút. Để em tự nhắm mắt lại đi, giống như đang theo dõi vậy. Khi vai diễn đầu tiên, anh phải tìm tên đi tính sổ. Đi hát nó bị nhảy. À phải, hôm qua anh đã nhận một email. Bên Úc có một cô gái hôn mê đã 6 năm. Sau đó tỉnh lại. Em có biết việc đầu tiên cô đó muốn làm là gì không? Cô nói, mau đưa cái gương cho tôi muốn coi khuôn mặt mình thế nào. Sau khi tỉnh lại, em có làm như vậy không? Có phải việc đầu tiên là lấy gương soi không? À, bác sĩ Trình. Anh Phong, gần đây cô Lam bị sụt mất 1 ký đó. Hồi nãy bế cổ cũng thấy nhẹ đi. Chuyện này là chuyện tốt hay xấu vậy? Việc biến hóa cân nặng chỉ là thay cũ đổi mới của cô Lam có sự thay đổi, chưa chắc có ảnh hưởng đến bệnh tình. Tôi còn phải tiếp tục theo dõi, nếu có gì thay đổi tôi lập tức báo danh. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Không có gì, tôi ra ngoài nghe.
Em cũng giỏi thiệt, đang ngủ mà cũng giảm cân được. Em sợ mập hả? Hay là sợ lúc mình ngủ dậy thịt bị nhão? Yên tâm đi, bây giờ em còn rất đẹp. Nè, có kìa, có kìa. Không, không, không. Giống như tháp Pisa vậy đó. Ổn mà, ổn mà. Nè, 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 đó. Ok. Giỏi thiệt đó. Có được không đó? Cái này dễ quá rồi. Ý, sao rồi? Anh xin ơi. Chào. À, xin chào, xin chào. Tôi tìm cho. Đồng nghiệp mới hả? Phải. À, phải đó. Chị nghĩ tôi coi ảnh là gì? Giống như là phi không thực tập vậy. Hay quá, chị đừng là kéo dừng. Chào, tôi là Gia Như. À, xin chào. Nếu là đồng nghiệp mới, uống gì tôi đãi? À, vậy cảm ơn. Tôi uống một ly cà phê Ý đi. À, được. À, chị thấy mới nơi cũ, còn chúng tôi cũ thì sao đây? Được, được. Hôm nay tôi chiêu đãi. Ừ, vậy còn được. Anh Phong, anh Dân là cà phê sữa. Ừ. Thiệu Lương thì cà phê đá. Vậy còn tôi? Đại Niên thì hai cà phê đen. Ừ, tha cho chị. À, còn anh Cương. Nè, nước suối tình khiết đi. Được, sẽ có liền. Ok. Thật là ngại quá. Cảm ơn. Mấy anh thường đến đây hả? Vậy mấy anh không đến quán bar sao? Trước 10 tiếng ca trực, chúng tôi không thể uống rượu được. À, phải đó, tôi ra ngoài chơi, nhưng chúng tôi đến đây để uống cà phê. Nè, tới ai vậy? Anh Cường đó. Nè, anh Cường trốn tránh hả? À, xin lỗi, tôi có điện thoại. Đi đi. À, tôi hả? À, tôi... Vậy thì nói gì thì nói, sao Tiểu Quyên không tới? Phải đó, không phải anh đưa cổ tới sao? Cổ đi mua sắm, anh biết đó, cổ đi mua sắm, có bão cấp 10 không thổi cũng bay được. Dạ phải, con sẽ về trễ một chút. Vậy được rồi, má yên tâm đi. Dạ, trễ một chút thôi. Nè anh ơi, làm ơn tránh ra đi. Dạ được rồi, à, canh má cứ để đó, con về sẽ uống hết mà. Dạ. Anh à, làm ơn tránh ra đi. À, tránh. Con cúp máy nha. Xin lỗi ha, tôi không nhìn thấy cô. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi biết xe lăn của tôi rất choáng chỗ. Người quen như tôi gây cản trở khiến anh thấy chiếu tay gây mắt chứ gì. Không phải đâu. Thì xin chào mọi người. Chào. Chào. Nè Tiểu Quyên, là người nhà đó. Sao nè, chơi nhiều quá đi. Dạ. Phi công mới của chúng ta đó. Tôi giới thiệu danh Tiểu Quyên, chủ nhiệm thông tin ở trung tâm điều khiển. Ha, thì ra là heo mới. Thì ra cô cũng làm ở GFS. Ha, miếng thịt này. Bộ bây giờ người ngồi xe lăn không thể làm chủ nhiệm ở GFS sao? Ngồi xe lăn thì không thể làm đồng nghiệp của anh. Ngồi xe lăn thì không thể đến đây vui chơi uống nước với mọi người hay sao? Có phải không? Qua đây đi, qua đây đi. Nè, bộ chưa từng nghe người ta chửi sao? Còn xuống đi. Chết anh đòi làm của giận là mất mạng đó. Mà nói xin lỗi, uống hết đi. Uống hết đi. Xin lỗi nghe chị Tiểu Quyên, tôi sẽ uống hết. Ý, Tiểu Quyên cô còn thấy giận hả? Trời ơi, nè, cô chưa thả giận được sao? Làm sao uống đây? Chứ, uống hết chỗ này đi. Ơi, chị cũng được đó mà uống hết đi. Uống hết đi. Uống đi. Nè anh Dân, 10 điểm, người đẹp trắng nhìn kia. Ăn chợ vậy sao? Xin chào. Chào anh, sao đúng lúc vậy? À, tới uống nước với đồng nghiệp thôi, còn em? À vậy, đồng nghiệp của em hay đến đây lắm. Hôm nay em cũng mới xuống máy bay thôi. À, để em giới thiệu với anh. Đây là anh Dân, cơ trưởng đội cứu hộ trên không. Hai. Alo, hai. Nè anh Dân, anh có điện tử của anh kìa, không ổn rồi. À, không phiền anh nữa. Hôm nào mình ăn cơm nha. Xin lỗi, nghe bye bye. À, bye bye. Bye bye. Cẩn thận, cẩn thận. Sao rồi, ly thứ mấy rồi? 3.5 ly rồi. À, xấu hổ thiệt đó. Dạ. Sao vậy? Còn một ly nữa mà. Miếng thịt này dở quá, làm sao làm đệ tử của anh được chứ? Không có cảnh báo đặc biệt. Hôm nay tín hiệu cảnh báo nguy hiểm hỏa hoạn màu đỏ. Lúc mặt trời lặn là 17:45. À, nhân viên đội bay cần biết ở Tân Di Đại Lạnh. Xin lỗi. Thời gian tập bắn từ 9 giờ đến 23 giờ. Có vấn đề gì không? Dạ không. Dạ không. Dạ không. Hôm nay sẽ rất bận, giúp trả cho mọi người. Sếp Dân à, thật ra tôi... Vừa rồi khi sếp Bôn đang giảng giải, cậu xông vào kiểu đó là bất lịch sự lắm. Xin lỗi sếp. Làm phi công đến trễ không đúng giờ giấc là không có lý do giải thích được. Tuần này chúng ta sẽ chấp hành nhiều nhiệm vụ với cơ quan nhà nước. Cậu hãy làm tốt tuyến đường bay đó cho tôi. Ờ, xin chào chị. Tài liệu này còn chưa sát hạch. Chép để làm gì chứ? Chép xong còn phải sửa nữa. Tránh ra đi. Xin lỗi nha. Không lanh trí chút nào.
Tôi làm việc không quen có người đến nhìn đâu. À, xin lỗi. Hôm qua người dậy sớm nhất là anh, nhưng hôm nay lại đến trễ. Còn người què như tôi thì có thể đến đúng giờ. Bởi vậy, đừng nói người què như tôi không chuyên nghiệp. Về nhà tự kiểm điểm lại mình đi. Chép được rồi. À, cảm ơn. Muốn tìm bản đồ của tuyến đường bay hả? Nhấn mấy nút này đi. Biết chưa? Ờ. Biết rồi. Đừng có sợ quá. Tôi không có gạt anh đâu. Đồng nghiệp ở phòng điều khiển này ai cũng rất chuyên nghiệp mà lại gần gũi dễ thương. Có vấn đề gì hả? Cứ đến hỏi tôi. Có cần phụ anh không? À. Sao hả? Có nghiêm trọng lắm không? À, không sao. Không sao. Hôm nay kiểm tra dưới nước, như vậy sẽ phiền phức lắm. Có thể đổi ngày khác. Không sao thật mà. Tôi vào trong đây. Nè, cuộc kiểm tra này từ cầu nhảy xuống, tiếp theo bơi thẳng một vòng, sau cùng lặn xuống chỗ sâu nhất, lấy cái tạ lên. Cần phải hoàn thành trong vòng 1 phút 30 giây. Tất cả có rõ không? Thích chứ cần. Một phút 10 giây. Tưởng Thế Hào. Trần Lạc Sinh. Thi Sở Kỳ. Một phút 33 giây. Sở Kỳ à, ngay từ đầu chân cô bị đau sao không nói cho thầy biết trước chứ? Hoặc là có thể giờ ngày kiểm tra lại được mà. Thôi khỏi. Hay là vậy, tôi đi nói với thầy giùm cô nghe. Thôi khỏi. Kết quả như thế nào tôi cũng lường trước rồi. Sở Kỳ,
Anh muốn cho Thi Sở Kỳ một cơ hội thật sao? Hơn có 3 giây thôi. Không phải chân bị thương thì chắc chắn không phải thời gian này. Hơn nữa tính cổ rất cứng rắn trước chống người trong GFS của chúng ta. Ý, Kỳ về rồi hả? Sao trễ vậy? Qua đây coi nè. Ngỗng quay phú ký, sủi cảo dị tiếu, cốc tay xoài thất ký, hấp dẫn không? Làm gì vậy? Dĩ nhiên là mừng cho Kỳ hôm nay đã thi đậu. Mình không muốn ăn, tối nay còn phải lên mạng để tìm việc làm nữa. Sao vậy? Bơi là sở trường của Kỳ mà. Sao vậy? Kỳ bị trật chân hả? Bị trật chân thì đừng có đi kiểm tra, để mình lấy rượu thuốc ra nha. Dù gì cũng kiểm tra rồi. Trời, lần nào cũng không chịu dọn dẹp. Trời ơi, khoan dọn đã, tháo gì ra mình thoa giùm. Ủa, Sang lại mua giày nữa hả? Hôm nay đại hạ giá, có thể trả bằng cạc, không cần đưa tiền mặt mà. Ký cạc phải trả lãi, lãi một năm là 24%. Chẳng phải mình đã nói rồi sao, mỗi tháng thanh toán mới khỏi trả lãi. Kỳ biết mình đâu có khéo léo tính toán như Kỳ, đừng giận mình có mua cho Kỳ nha. Coi đi, giảm 20% đó hợp với Kỳ không? Lần nào Sang cũng nói là mua cho mình, nhưng sau cùng á Sang xài nhiều hơn. Bạn thân mà, đừng có tính toán như vậy được không? Nè, trước đây, ở trong viện nhi đồng, mình bị trật chân, cũng cho Kỳ xoa chân giùm mình thôi mà, Kỳ nhớ không vậy? Nói nhỏ nhẹ quá, có phải thẻ tín dụng đã hết tiền kêu mình tài trợ không? Còn cười nữa, mình chỉ mới tốt nghiệp thôi. Khoản nhà nước cho mình vay sắp phải trả, vừa học vừa làm, sao mà chịu nổi chứ? Lẽ nào Kỳ thấy chết không cứ chứ? Muốn tiết kiệm chứ gì? Vậy sau này Sang lấy phiếu khuyến mãi đến tiệm tạp hóa đổi cơm hộp ăn đi. Đừng có giỡn mà, có thật là phải tiết kiệm tới như vậy không? Sang tưởng mình muốn sao? Sang có biết chủ nhà gửi thư đến, hợp đồng tới hạn tăng 20% tiền thuê đó. Bắt đầu từ bây giờ phải tiết kiệm. Tiết kiệm là sở trường của Kỳ mà. Thôi đừng có làm mặt ngầu nữa, cười lên đi. Trời ơi, toàn là mùi rượu thuốc. Nhìn kỹ giày này cũng rất là đẹp. Phải đó. Để thử coi. Đừng mà, cho mình mang ra ngoài một lần trước đi rồi Kỳ hắn thử được không? Mang thử thôi mà, sao nói là bạn thân. Thôi đi, cho mình mang một lần trước đi mà. Mình mới mua mà. Nè, có chuyện đau chân đó. Mình muốn thử. Thôi đừng mà, có chuyện đau chân. Đến đây, đến đây, đừng. Bác à, có món quà tặng cho con coi có thích không? Cảm ơn cậu Eva. Má mở ra coi đi, là gấu sô-cô-la rất dễ thương. Để về nhà rồi con mở ra. Chà, ngoan quá ta. Bé Bách rất lễ phép. Quả thật đó rất lễ phép. Đó cũng nhờ ba khéo dạy dỗ thôi ha. Bách à, ở trường con làm những việc gì? Con mới làm sao đỏ nhỏ đó. Vậy à, vậy sao đỏ nhỏ cần phải làm gì? Mỗi sáng cần phải kiểm tra tay của các bạn giùm cho cô giáo, coi có đem theo khăn không. Không được chạy nhảy trên cầu thang. Hôm nay bạn Hồng Anh mang lộn vớ, khóc lớn tiếng lắm. Bạn nào cũng cười nhưng mà con không có cười. Con còn nói cho cô biết nữa. Bác à, con im lặng một chút có được không? Xin lỗi, anh đi vệ sinh một lát. Trên hôm nay con vẽ được dán lên tường nữa. Này bác, lên xe đi. Lên xe đi. Ý, để em cài cho. À, cảm ơn. Thắt an toàn đã. Cảm ơn cô Eva. Không cái gì. Lên xe đi. Thôi khỏi, em đón xe về được rồi. Không có phiền phức đâu. Thôi khỏi, anh mà đưa em về phải vòng một vòng lớn mới về tới nhà. Nhưng Bách thức khuya quá thì không tốt. Ngày mai bé Bách không có đi học. Thôi khỏi, em đón xe về được rồi, cảm ơn anh. Vậy anh đón xe giùm em. Dạ được, cảm ơn. Về rồi hả? Ủa tối rồi sao em còn ở đây? À, em coi nhà giùm anh thôi mà. Bách à, sao rồi, sao rồi? Trời, đâu có đưa người ta về nhà đâu. Sao anh dở quá vậy? Vậy biểu hiện của ba con như thế nào hả? Hey, không có ổn đâu. Suốt đêm như gặp phụ huynh vậy á. Không biết ba muốn gì nữa. À, Bách còn dám nói ba vậy sao? Con cậu Eva thì khác. Cậu đã tặng cho con một con gấu sô-cô-la. Cậu còn nói chuyện với con rất lâu nữa. Nói là mai mốt đưa con lên máy bay đó. À, suốt bữa ăn chỉ có con nói chuyện thôi. Chị cũng khéo lấy lòng. Xem ra bé Bách có ấn tượng vì chị rất tốt. Phụ huynh của người ta ơi, anh cho người ta bao nhiêu điểm? Sao bà chủ nhà của anh tò mò quá vậy? Không phải là em tò mò đâu. Em quan tâm khách thuê nhà của mình. Nay mai có dắt thêm một người về ở không thôi.
quyết định như vậy đi. Mời chị về nhà ăn cơm, em sẽ coi giùm anh, sẵn nói vài lời tốt giúp cho anh luôn. Con biết thế nào ba cũng thích cô Eva mà. Đừng ăn sô-cô-la nhiều quá, đưa đây. Dạ. Chà, nướng nữa hả, vừa vậy. Nghe kể của Eva rất sang trọng và lịch sự hả? Chỉ là tiếp viên hàng không, chắc là có nhiều người đeo đuổi lắm. Nè, cổ làm tuyến châu Âu hay là tuyến Đông Nam Á, châu Âu thì phải đi tới nửa tháng lận, phải quan tâm một chút đó nha. Nè, bé Bách à. Dạ. Tiếp viên hàng không đi máy bay rẻ lắm đó. Nói chừng đó con có thể đi chỗ này chỗ nọ rồi. Dạ phải. Nói gì mà xa quá, chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Bình thường riết sẽ không có bình thường. Thích là hãy tiến tới nữa, đừng dừng lại. Này bé Bách à, vậy con cho cô Eva bao nhiêu điểm? 100 điểm. Vậy ba con cho cô Eva bao nhiêu điểm vậy? Đúng 100 điểm luôn. Đúng 100 điểm không? Nè, đúng là 100 điểm không đây? Vậy con có biết cổ có bạn trai nào chưa? Dạ con không biết. Không biết hả? Vậy nhà cổ có bao nhiêu người? Lúc cũ cổ có ngáy không? Nè, không biết sao dám cho 100 điểm lận con. Nè, dẫn Eva tới nướng đồ ăn đi. Tạm thời còn là bạn bình thường, mới bắt đầu thôi. Tức là đã bắt đầu rồi, có thật là 100 điểm không? Nè, kể tôi nghe đi. Đến bây giờ vẫn tốt. Đến bây giờ vẫn tốt thì tốt rồi. Giống như đá banh vậy, đâu thể giữ banh hoài được. Vào vùng cấm địa là phải sút ngay. Không lẽ đợi thêm giờ sao? Tôi đâu có giữ banh. Tùy duyên đi. Thật tình tôi không muốn chỉ đơn giản tìm mẹ cho bé Bách đâu. Cũng phải. Nhưng ngược lại, giống như nó tìm vợ cho anh vậy. Quả thật phải được sự đồng ý của nó. Thật ra chuyện này tốt nhất là tùy duyên. Vì hai người đến với nhau không phải là chuyện đơn giản. Cũng phải. Hiếm khi tìm được người mình yêu thương, điều đó là rất may mắn. Nhớ nha, giống như cứu người vậy, nắm chặt được buông ra. Thật ra Hữu Lam có bạn trai nhanh, thật là may mắn. Chào. Chào anh. Bác sĩ Trình, Hữu Lam làm sao vậy? Sức khỏe của cô Lam đã nảy sinh sự biến hóa không bình thường. Có thể là máu bầm trong đại não của cổ nảy sinh hiện tượng di chuyển nên ảnh hưởng đến việc thay cũ đổi mới. Nhưng lần này máu bầm di chuyển tạo ra một cơ hội có thể làm phẫu thuật cho cổ. Nói đơn giản, cổ mà làm phẫu thuật sẽ có 50% tỉnh lại và cũng có thể sẽ chết. Nhưng không làm phẫu thuật, cổ cũng có thể duy trì tình trạng này. Phi著,暫時看海洋。